Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì trong video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái dự án đang có cái airdrop nữa mà cộng đồng hiện tại cũng là khá quan tâm với dự án này. Thì đó là cái dự án The Three Kingdoms. Thì đây là một dự án game nhé, game nhập vai và lấy bối cảnh là thời Tam Quốc. Thì mình thấy cái đồ họa của nó khá là xịn sò đấy. Thì nếu mà có một video review chi tiết ấy, thì team admin của Bang Bang Gaming sẽ cố gắng để review đánh giá cái giá này chi tiết cho mọi người ở một video cụ thể. Thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số thông tin cũng như là tham gia các chương trình Airdrop, một vị thế rất là tốt để chúng ta có thể kiếm được tiền trong thị trường này. Ok, thì trước khi đi vào video thì mọi người có thể ghé thăm cái website của Bang Bang Gaming nhé. Hiện tại thì bên Bang Bang mình cũng đã cập nhật website và là khá nhiều các bài viết, thì cũng có bài viết liên quan đến giới thiệu về cái tựa game The Three Kingdom này. Thì mình cũng có thể xem nhé, đọc các bài viết trên này. Thì giờ các cái game mà Bang Bang Gaming đang theo dõi cũng như là portfolio thì cũng có một số game khá là nổi, kiểu là Starpunk này, là cái bị phóng này, Theta Arena, Defigure này, Hero Empire sắp tới này, Element sắp tới này. Thì cũng là khá là nhiều game rất là hay. Mọi người có thể tìm hiểu các thông tin và có các bài viết trên này nhé. Ok, thì thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ cho mọi người đó là The Three Kingdoms này sẽ SHO ở seed ấy, vòng seed SHO trên DAO Maker nhé. Thì thường các dự án trên DAO Maker ấy thì cái ROI, tức là tỷ lệ mà x sau cái nhân so với giá IDO khá là cao trên DAO Maker, bởi vì là không phải dự án nào cũng có thể là được SHO trên DAO Maker. Nên anh em có thể chú ý cái đặc điểm này. Thì tổng cung của nó là 1 tỷ token này. Token là TTK này và blockchain là Binance Smart Chain. Và họ sẽ raise 200.000 đô, trong đó vòng Merit là 195.000 đô và vòng Community Round là 5.000 đô. Thì hiện tại là Community Round nhé, họ đang cho rồi. Thì các bạn có thể lên channel Bang Bang Gaming để search là The Three Kingdom, cũng có cái bài viết để mọi người điền form. Thì 100 người, 50 người, mỗi người sẽ được allocation là 100 đô và may mắn. Thì thường các dự án mà Community là hoàn toàn free nhé, riêng là cho cộng đồng hoàn toàn free này, thì chúng ta chỉ điền form thôi. Thì đối với các dự án mà SHO trên DAO Maker ấy, thì mọi người chỉ cần điền form. Và khi mọi người nên là chú ý, khi mà họ bán, tổ chức bán IDO xong ấy, thì sẽ có email gửi về cho những người may mắn giành chiến thắng, 50 người đó. Thì mọi người check email và họ sẽ gửi token cho mọi người, chứ mọi người không phải cần bỏ tiền ra mua, không phải bỏ tiền ra mua, bởi vì nó là tương tự như một cái kiểu gọi là airdrop thôi. Và cái cơ hội, nếu như bạn nào mà trúng Starpunk lượt trước nhé, thì các bạn có thể không mất cái gì mà các bạn đã vớ luôn khoảng 2.500 hoặc 3.000 đô rồi, bởi vì nó x25x30 đúng không ạ? Chúng ta 100 đô thôi, chúng ta lên 2.500 hoặc 3.000 đô, cực kỳ rất là tiềm năng luôn. Nhưng mà tỷ lệ chọi rất là cao, bởi vì rất nhiều người đến form và chỉ khoảng 50 người trúng được thôi. Ok, thì họ sẽ tiến hành SHO trên DAO vào từ ngày 11 tháng 10 nhé, là hai từ ngày 11 tháng 10 này. Mọi người nên chú ý. Và các thông tin cái page research này thì mọi người có thể xem roadmap, dùng white paper, rồi các công nghệ, rồi partner backer, rồi tokenomics thì rất là chi tiết trên này, rồi token distribution, sự phân phối của token như nào, mọi người đọc nhé. Ok, thì tiếp vào đi đầu nội dung chính của video là cái chương trình Airdrop campaign 2.0 này, thì và là một cái invitation campaign ở Discord nữa, thì mọi người tham gia. Thì mình sẽ chia sẻ phần Airdrop nhé. Thì Airdrop từ mùng 8 tháng 10 đến 14 tháng 10 và tổng giải thưởng là 2.000 đô cộng với 30.000 token TTK này nữa. Thì trong đó 1.000 người random sẽ nhận là 100, sẽ ăn chia là xe là 1.500 đô cái token và 25.000 cái token SST, tức là 1.500 đô và 25.000 SST sẽ chia cho 1.000 người may mắn. Còn top 100 referral, tức là top 100 người mà chia sẻ giới thiệu được nhiều bạn bè nhất sẽ nhận tổng là 500 đô và 5.000 cái token TTK này. Thì khi mà bạn giới thiệu nhiều bạn lọt top 100 thì bạn sẽ nhận được cái phần này. Còn không thì chúng ta có thể may mắn lọt vào 1.000 người, chúng ta nhận 1.500 đô cộng với 25.000 token TTK này chia đều. Ok, thì một số thông tin bạn có thể đọc này. Reward đây, đấy, họ nói rất là chi tiết đây. Đầu tiên là chúng ta sẽ follow cái Twitter của họ. Bước thứ hai là like, retweet này. Bước thứ ba là join cái Telegram group cũng như là Telegram channel announcement. Thứ tư là join Discord. Thứ năm là tag 3 friend vào cái comment ở trên Twitter. Thứ sáu, bảy, cuối cùng là chúng ta hoàn thành các cái bước trên con bot. Thì chúng ta sẽ mở con bot lên.
Ok. Thì chúng ta đi từng bước một nhé. Đầu tiên là chúng ta follow cái Twitter của họ này. Thì chúng ta link Twitter thì mình để dưới mô tả video nhé. Thì mọi người vào Twitter, người follow cái Twitter của họ ở đây, mình search cái Twitter của họ đây, The Kingdom đây. Thì mọi người ấn vào follow nhé. Thì đây mình đã follow rồi này. Bước thứ hai là like và retweet cái pin post. Đây, pin post là cái đây, người like và retweet này. Bước này chỉ cần retweet thôi nhé. Đó. Bước thứ ba là join Telegram này. Mọi người sẽ mở Telegram lên. Mọi người sẽ join group này. Ok. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ join cái Telegram channel. Ta cứ làm từng bước một. Nó rất đơn giản thôi. Thì cái vị thế rất là đẹp. Ok. Bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ join cái Discord của họ. Đó, ok, đã rồi xong. Bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tag ba friend vào cái bài viết. Đâu này, bài viết đây này. Chúng ta có thể tag ba friend vào. Đây nội dung là Ocean Reward à. Chúng ta có thể copy và tag ba friend vào nhé. Ta dép like này. Đấy, ok, vậy là xong bước thứ 6. Bước thứ 7 là chúng ta sẽ mở con bot này lên. Thì con bot này trên Telegram này. Thì bot này mình sẽ để link dưới mô tả video nhé, mọi người cứ join thôi. Start này. Mọi người sẽ nhập cái captcha này. Ok, mọi người ấn continue này. Thì đây nó có nói thôi. Các cái bước này thì khá là đơn giản rồi, mọi người ấn submit detail. Thì một số bước mình đã làm rồi đúng không ạ? Đó. Bước này mình đã làm rồi thì mình ấn done thôi. Họ nói là submit cái Twitter profile link, thì mọi người vào Twitter mọi người này, ấn vào profile. Mọi người có paste này. Lấy cả link nhá. Tiếp là Discord username. Thì Discord username thì quay lại Discord nữa này. Các bạn click vào cái dưới này này, sẽ có cái tên này. Discord username của bạn, paste vào thôi. Tiếp là join cái advisor này, thì mọi người gắn join channel nhé. Cái này mọi người phải join. Đó, ấn đăng này. Sau đó là follow cái Twitter của họ. Twitter của advisor. Advertise, tức là cái bên mà quảng cáo ấy. Following này. Tiếp ấn yes này. Tiếp là subscriber cũng như là like share ít nhất một video của cái trên con bot này, thì mọi người ấn đăng ký thôi nhé, rồi like share các video của nó. Đây họ có video liên quan đến Aerob đây. Rồi mình sẽ submit cái link YouTube hoặc là tên username, thì mình cứ submit thôi nhé. Tiếp là submit cái Binance Smart Chain Wallet này, nhớ là mọi người dùng cái ví cá nhân nhé, không dùng ví sàn đâu. Ok, vậy là xong rồi. Thì nếu mà có link chia sẻ thì mọi người có thể chia sẻ cho bạn bè người thân chúng ta làm để nhận thêm cái ticket. Ok, thì đó là cái phần về Aerob. Thì ngoài ra còn có cái phần về Discord Aerob nữa, thì mọi người có thể tham khảo và xem và làm nhé. Thì cũng có khá là nhiều các cái bước, thì mọi người có thể tham khảo và làm, nhận được các cái NFT này, các cái hero, các anh hùng 10 sao này, 10 anh hùng 2 sao này, mọi người đọc nhé. Các bước họ hướng dẫn chi tiết thì mình có thể để link này dưới mô tả video, mọi người có thể xem và làm theo. Ok. Thì mọi người nên chú ý cái phần về họ SSO trên DAO này. Ngày 11 tháng 10 đã bắt đầu. Nên là chúng ta chú ý các thông tin của họ nhé. Và cập nhật các thông tin.
Ok, vậy là trong video này mình đã chia sẻ cho mọi người cái dự án The Three Kingdoms chuẩn bị SDO trên DAO và có chương trình Airdrop V2. Cái giải thưởng khá là hấp dẫn. Thế anh em mà có thời gian thì có thể tranh thủ làm, và may mắn thì chúng ta trúng và chúng ta nhận được hoàn toàn free thôi. Ok, anh em nhớ ủng hộ Bang Bang Gaming bằng cách ấn đăng ký này, bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất, và nhớ join các channel của Bang Bang Gaming để cập nhật thông tin hàng ngày về cái mảng game MMT. Ok, một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.